Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy vừa chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Hội nghị đã thông qua một số chủ trương, biện pháp, chỉ đạo quản lý và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2023, giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2023. Tại hội nghị, đại biểu các ngành, đơn vị địa phương đã bày tỏ quyết tâm trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nhiệm vụ điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, đề xuất biện pháp, phương án cụ thể thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được giao.